Chào các bạn. Sau khi ăn sáng xong, uống cà phê, lên mạng search xem thử có ai nói gì mình không. Chứ ai nói gì không ai nói gì hết. Hơi buồn chút. Cà phê nha. Đây, cà phê Canada nha. Ăn sáng xong rồi nha. Bây giờ là tôi dẫn các bạn đi xem mấy cái đại lý xe ở đây nha. Ở khu vực này là xe cũng xe thường thường thôi, còn xe luxury nằm ở chỗ khác. Bây giờ tôi giới thiệu các bạn nha. Bây giờ chúng ta cùng đi. Đây, cái khu vực này toàn là dealer xe không à. Đây là cái đại lý xe BUX, GMC, Chevrolet và có thêm Cadillac nữa. Đây, các bạn thấy không? Đây, xe người ta bán khá nhiều rồi, còn tí xíu chỗ này đây. Phía trong nha. Khu bên này nữa thì dẫn các bạn đi. Ngày hôm nay trời đẹp. Ngày hôm nay trời nắng đẹp. Đây là dealer xe của cái hãng BUX, GMC, Cadillac, Chevrolet. Tôi cầm điện thoại bằng tay cho nên nó không được chuẩn, các bạn thông cảm nha. Tại vì thật ra mình cũng cố ý mình làm cái clip này. Có điều là sau khi mà ăn sáng uống cà phê xong rồi thấy trời đẹp, thế là muốn đi bộ vòng khúc này rồi tranh thủ quay cho các bạn xem cho nó vui. Bên này xe cổ như vậy các bạn. Đây, các bạn coi phía trong nó đông lắm, tôi không vô nha, vô cũng được, mất thời gian lắm. Thì các bạn thấy đó, xe cả đám trong rồi nè. Ở trong nó nhiều cái, xong trong cái bãi xe rộng lắm. Còn cái showroom ở đây. Cái showroom ở đây thì người ta để cỡ chừng vài ba chục chiếc thôi. Để xe mẫu đó, còn người ta để xe ở phía ngoài này hết nè. Toàn bộ phía ngoài này hết, bãi rất là rộng ở trong. Bạn thấy không? Giờ mình đi tiếp với các bạn. Cầm điện thoại nó hơi mỏi tay một chút. Nhưng mà tôi cố gắng tôi chia sẻ các bạn cho nó vui thôi. Có nhiều người nói mà ông đóng trong phòng, ông ngồi nói ông chả bao giờ ông ra đường, ông chả biết cái gì hết. Nên bực mình quá phải ra ngoài. Hơi mỏi tay chút. Đây các bạn, đây là dealer của hãng Kia Motor. Các bạn thấy không? Cái showroom họ nha, rồi cái chỗ service đó là chỗ đó là bảo hành đó các bạn. Lỡ xe người ta có hư gì người ta tới xe Kia, rồi hoặc là đi thời gian mà 6 tháng phải quay lại để mà bảo trì, nó phải có cái service rồi các bạn. Đây là đại lý Kia nha. Sang bên này cái gì đây? Từ. À, được chưa? Kia còn bên này, qua bên này cái gì đây? Bên này xe bãi gì đang biết nữa. Các bạn. Xe để ngắp luôn. Chứ Honda này 40.000. Quá trời luôn. Đây đi tiếp nha. Bên này Kia hả? Hình như bên này Kia này. Kia cái dealer này mình phải đối diện mình mới quay được. Biết tên gì hàng Kia không nè. Tiếp tục cuộc hành trình. Đây là cái khu vực này là xe thường thường thôi. Mà tôi hay nói xe cỏ đó, xe bình thường thôi. Những cái loại xe bình thường này người ta đi mới nhiều tại vì giá nó rẻ. Còn mấy cái hãng luxury thì nó nằm cái chỗ khác, nằm khu vực khác, cách đây cách cái chỗ này là cỡ chừng 30 phút xe. Đằng kia là cái hãng cái đại lý của cái hãng xe Chrysler, xe Jeep, xe Ram. Mấy cái thương hiệu đó các bạn, mấy cái thương hiệu nó rất là phổ biến, các bạn thấy không, xe quá trời luôn, cả đám như vậy nha, nhiều lắm. Cái hãng này hãng hình như là hãng Nissan này. Ok, Nissan đây. À, cái hãng Nissan các bạn này bây giờ họ sửa lại.
Đây, tôi nhớ cái hãng Nissan. Hồi đó tôi mua chiếc xe Nissan ở đây đây. Bây giờ người ta sửa lại. Ở Hyundai, đây Hyundai hả? Hyundai. Hyundai nhiều ghê, ở đầu kia lại không biết Hyundai nhiều ghê sợ nha. Nhưng mà Hyundai Nissan nó vẫn dọn đâu rồi không biết. Ở Hyundai cả khu vực này luôn. Bây giờ nó sửa cái văn phòng lại này. Đây là cái dealer đó các bạn, một cái dealer bình thường đó nhé. Dealer đó, dealer của Hyundai. Đây. Hyundai ở đây người ta dùng cũng khá nhiều. Hyundai, Toyota, Kia dùng đây cái hãng xe gì có hết. Ở đây người tiêu dùng, người tiêu dùng đi đủ các hãng, tôi thấy ra đường xe đủ các hãng hết. Xe Mercedes, BMW, Audi, Ferrari gì có hết, đủ loại xe. Và những cái xe phổ biến thế này là họ đi nhiều hơn. Đây làm lại nhiều lần. Đây các bạn coi cái Park and Service Center này của cái hãng này, của cái hãng Dodge rồi Jeep rồi Ram này. À, các bạn thấy vô chỗ này là người ta sửa xe nha, maintain là vô đây hết á. À, ta làm dealer xe phải có cái chỗ để mà sửa xe, có chỗ để mà bảo trì xe, nhưng phải bán xe không có chỗ bảo trì xe sao bán. Các bạn bán xe là phải có chỗ bảo trì xe, sửa xe, xe người ta đi hư người ta vô sửa, hoặc là 6 tháng người ta qua tới người ta sửa bán xe, không có chỗ bảo trì xe sao mà bán được. Không thể nói là có cái dịch vụ lưu động mà nằm ngoài đường mà sửa được. Tàu lao thiên địa. Đây cái hãng Nissan đây rồi. Hãng Nissan nằm ở đây. Tôi mua ở đây lâu lắm, tôi không nhớ. À, tôi hỏi nó tôi mua cái hãng cái xe Nissan đây các bạn này mà lâu rồi, cho nên mà mình hỏi nó mình mua Nissan mình chạy được có 3 tháng mình bán mà xe Nissan chạy chán. Đây Nissan. Tôi không thích. Đây Nissan đây. À, dealer của Nissan đây là một dealer nhé, chứ không phải là công ty nào, đây dealer thôi. À, Nissan này. À, những cái xe này người ta đem vô người ta trade các bạn. Đem vô trade xe Nissan cho nên họ bán luôn. Úi giời, trade đủ hãng hết trơn, Kia cái đồ như nằm ở đây. À. Tức là mình có một cái loại xe khác mà xe cũ chẳng hạn. À, mình tới đây mình đổi cái xe Nissan đó, người ta gọi là vô trade, đổi mà thêm tiền vô. À, cái đám xe ở trong tha hồ mua đây, xe như cá mòi. Đây là dealer của hãng Nissan. Thì một cái dealer này là người ta có hai phần. Phần thứ nhất là cái phần showroom, tức là người ta để những chiếc xe mẫu đó. Rồi cái phần thứ hai bên cạnh đó là bao giờ người ta không có cái trạm để người ta sửa chữa, bảo hành, service, dịch vụ. Bao giờ vậy, là xe hơi bao giờ vậy hết á. Chứ không thể như cái xe VinFast mà nói là bán xe mà không có chỗ bảo hành. Rồi cái sửa chữa lưu động bay bả. Rồi lao. Đây là cái showroom này để cỡ vài mấy chiếc theo mẫu thôi. Rồi bên cạnh cái showroom bao giờ nó có cái phần service and part. Bao giờ vậy hết á. Để mà xe hư vô đây, rồi xe bảo hành vô đây. Bán xe không có chỗ bảo hành, bán làm gì? Bả không. Tiếp tục hàng xe. Khu vực này toàn xa không. À, bây giờ có chỗ này mới này đang làm, tôi không biết là chắc VinFast nó thuê đây nó làm, nó mở cái trạm bảo hành đây sao đây. À, hy vọng là vậy nha, hy vọng là có cái trạm bảo hành ở đây nha, lỡ mấy VinFast mà hư vô đây mà sửa chứ, rồi đi 6 tháng vô bảo trì, có chỗ bảo trì với ai có cái xe, ai đi thuê cái xe Ford mà chạy lông ngông ngoài đường để bảo trì nó tào lao. Hy vọng đây là VinFast nha, tôi hy vọng vậy thôi. À, bây giờ đi dẫn cái hãng khác này, đây hãng này, hãng của Đức này, nghe được chưa? Cái hãng này của Đức, hãng này cũng thông dụng lắm á, hãng Volkswagen vậy đó, tôi chả để ý cái hãng này, tôi chỉ biết cái đằng Anh của cái hãng này là hãng Audi, là Anh của cái hãng này, giống như cái hãng Infiniti là đằng Anh của Nissan, Lexus là đằng Anh của Toyota. À, được chưa? Còn cái hãng này Volkswagen vậy đó. Nghe các bạn. Xe bát ngát mênh mông tha hồ.
xe hơi ở đây mà còn nhiều hơn xe máy ở Việt Nam. Để những cái mồi vậy đó. Mà dealer nào không có cái showroom rồi có cái trạm bảo hành ấy, service ấy, không có ai mà coi như là bán xe không rồi, rồi nói trạm bảo hành đâu, nó không có, rồi có những cái chiếc xe chạy vòng vòng ngoài đường để mà bảo hành mấy nghìn bạc. Đây là bán xe cũ nè, tính theo các loại xe cũ. Tiếp tục, ai mua xe này này mua à. Xe ở đây bác ngắt mênh mông mà xe như cái mồi. Đỡ có mấy chiếc ram đẹp trên này à, ram đẹp quá ha. À, cái loại xe, cái dòng xe pick up đó, tôi thích xe ram lắm. Mấy cái ram tôi thích, tôi mê mấy xe ram này ghê lắm. Mấy xe ram này biết các bạn sao tôi thích ghê lắm. Mình chưa mua được. Xe ram đẹp ghê. Tiếp tục cuộc hành trình đi coi xe. Đây Toyota này, Toyota. Đây Toyota cũng là một trong những thương hiệu mà dân Canada cũng thích, rất là thích đi, nhất là dân châu Á. Là thương hiệu rất là nổi tiếng các bạn. Ở đây người ta cũng thích đi Toyota à, vừa bền, giá vừa rẻ, tiết kiệm xăng. Toyota bên kia nha. Xe bên mong bắt ngát loạn. Tiếp tục loạn xạ. Bây giờ bạn nào mà thích đi xe hơi, bạn ở Việt Nam thích đi xe hơi qua bên này, bảo đảm ở năm có chiếc xe hơi đi liền. Vấn đề xe gì thôi, xe cũ xe mới xe gì thôi, tha hồ mà đi. Đây, đằng kia là hãng Ford. Ford cũng là một thương hiệu rất là popular ở đây. Người ta đi Ford rất là nhiều. Trước đây tôi cũng có chiếc xe Ford giờ tôi bán rồi. Đi năm số năm thì bán rồi. Đây hãng Ford này, hãng Ford này lớn ghê. Dealer Ford này lớn ghê. Cái treo cửa Ford này. À, các bạn thấy có cái showroom ấy, rồi có cái parts service, tạm bảo hành, bảo trì, sửa chữa. Bán xe vẫn có tạm bảo hành, có cái showroom không làm gì, là người ta đi hư đi đâu. Có cái sửa chữa dịch vụ lưu động. Tội. Đây, Ford có mấy cái xe truck đẹp lắm. Truck này bán chạy lắm nha, SUV. SUV với truck bán chạy lắm, nhất là truck này, pickup này. Bán chạy hàng lắm. Nhưng mà tôi vẫn thích cái xe ram hơn. Có những người thích Ford, tôi thích ram hơn. Đây, cũng đẹp đấy chứ. Bên này, bên tay trái là Ford, bên tay phải là Mazda. Bên tay phải là Mazda. À, vừa đi bộ dòng vừa cái như quay phim cho khán giả coi xuống như là đừng có nói tôi là ngồi ở nhà đóng cửa rồi ngồi nó bậy nha, chứ bậy cộng sản nha, tôi cũng đang ngoài chứ bố. Đây hàng Ford này à, các bạn thấy cái chỗ sửa chữa lớn không, maintenance lớn không, dịch vụ lớn không, cái showroom nó có chỗ bảo trì bảo hành, nó nói hoài này mãi. Ai bán xe hơi chỉ có showroom thôi, còn cái chỗ service cũng có lắp sàn. À, nãy giờ mỏi tay quá không quay. Cái chỗ hàng Ford này nó lớn ghê lắm. Để tôi quay ngược lại các bạn coi. À, hàng Ford nha. Đây Ford này. À,
Đây là Mazda. Mazda có vẻ nhỏ hơn. Mazda có vẻ nhỏ hơn chút. À, và trước mặt các bạn là hãng Honda. Honda cũng là thương hiệu rất là phổ biến ở Canada các bạn. À, người ta đi Honda rất là nhiều, tôi thấy người da trắng đi rất là nhiều. Bên này xe gần như người ta đi lộn xộn chứ không phải là theo chủng tộc đó. Ví dụ tôi vẫn thích xe châu Âu, xe Mỹ hơn. Nhưng mà có nhiều người da trắng người ta lại thích xe châu Á, nó lộn tùm phèo hết chứ không phải là dân châu Á là thích xe châu Á, mà dân Tây thích xe Mỹ, xe châu Âu không có đâu, đây đi lộn tùm phèo hết trơn á. Ai thích gì đâu chơi. Đây hãng Honda này. Honda bán cũng khá tốt. Giờ xe họ cũng hít lại. Mà chắc bán hết rồi. Honda. Các bạn thấy không? Cái showroom nha. Bây giờ cũng là có cái showroom. Sorry. Bây giờ có cái showroom này. À xong rồi cái service center. Bây giờ vậy hết á. Bán xe là phải có chỗ bảo hành, bảo trì chứ ai bán xe có showroom không xe hư rồi sao? Tôi nói hoài này mãi. đi phải bắt đồ chơi. Tại vì xe đi nó phải hư là đến kỳ nó phải bảo trì. Bảo trì đâu? Bám bì bà. Bực mình quá. Tôi chào các bạn nha. Bye bye. Thank you.